Trời, cả nhà ơi, cứ đến nhà con gái đi dạo, lần nào đi dạo cũng bị lạc, cũng phải hỏi đường, không nhớ đường được các bạn. Đây là buổi sáng ở Đức đây, tầm chắc khoảng 7:30 gì đấy. Mình đi cùng với cháu đi học, mình đi dạo luôn. Nhưng mà ở đây là đa số là khu nhà riêng các bạn nhé. Nhưng mà nhà riêng ở đây ý, người ta làm, nếu mà làm mà liền nhau ấy, là bắt buộc phải giờ thử, bắt buộc phải bằng nhau các bạn ạ. Mình thấy ở Việt Nam nhé, cứ nhà sau làm phải cao hơn nhà trước, cứ dần dần thì chọc trời mất à. Đây không được phép. Mình kể chuyện cho bạn nghe. Con trai mình ấy, lúc mà mua cái nhà ấy thì là nó cũ quá, phải đập đi sửa hết, sửa lại. Thì đến lúc mà sửa gần xong rồi đấy, sửa gần xong thì cái thằng xóm bên cạnh đấy, nó mới sang, nó mới bảo là nó xin con trai mình đồng ý cho nó kiểu như đập nhà đi để nó xây cao lên, nó xây ba cái miếng của nó cao lên. Mà trong khi đó thì hai nhà liền kề nhau đấy các bạn, cái này nó liền giống như cái này này, giống như cái này mà nó chỉ cách cái ống nước này, cái tường này kìa, là hai nhà khác nhau đấy, ví dụ thế. Thì bắt đầu nó bảo thế, cái con nhà mình nó không đồng ý, nó không đồng ý là thì không, bây giờ không biết là nó làm cách nào để nó đập được, không biết được. Nhưng mà đến bây giờ là hai bên là không hài lòng nhau các bạn. Đấy này, cái nhà này mà lên trên ấy là vào trong là hai tầng này. Còn như cái nhà này là to lắm này, nhưng nhà này cũng hai gia đình đấy các bạn. Đây nhìn cái tường, cái gạch nó khác nhau đây. Nhà này là cũng 3 tầng ấy, 3 hay là 4 tầng ấy, trông cao lắm. Nhà con gái mình nó thấp. Nhà này á, nhà của con gái mình ấy là nhỏ nhỏ xinh xinh thế thôi các bạn ạ. Nhưng mà tính như tiền Việt là cũng khoảng 6 tỷ đấy, 6 tỷ hơn ấy, cũng đắt lắm. Nhưng mà mua nhà đây an toàn lắm các bạn ạ, không chị không có sợ bị lật, bị lừa, bị chiếm gì hết ấy. Ở đây người ta chặt chẽ lắm, cái gì cũng phải tòa. Mình sang đường một cái này, sang đường để rẽ, toàn bị lạc thôi. Tối hôm qua đi dạo nhưng mà không dám đi rộng rãi, chỉ đi quanh nhà nó thôi. Đi rộng rãi đêm không gặp người, tối không gặp người thì mà hỏi. Đây là cửa hàng bánh mì đấy các bạn. To cao này, nhưng mà đây ấy, chỉ ở đấy các bạn ạ, không thể là buôn bán được. Nếu mà mua nhà ở phố mà dưới bán hàng trên ở thì đắt lắm, triệu euro, tiền đâu mà mua. Con mình như thế nó cố gắng lắm rồi các bạn, nhà đông con, còn là ăn như tầm ăn dỗi tiếp. Mình và chị mấy năm nữa chắc là làm không đủ nuôi cho nó ăn.
những cái kiểu nhà đây các bạn nhìn đấy, nó không đẹp, kiểu nhà nó rất là đơn giản nhé. Nhà Việt Nam nó đẹp lắm, mẫu nhà Việt Nam mình thấy đẹp, nhìn ở bên ngoài giống như là villa biệt thự, nhưng nhà đây nhìn nó đơn giản lắm. Họ làm cái mái rất là dốc đúng không bạn? Họ làm cái mái dốc để mà, đây là mình đoán chứ mình không biết, có thể là đoán mò. Họ làm cái mái dốc ấy để cho tuyết nó rơi thì nó trượt các bạn. Đây là chỗ nào đây? À, đây mình cứ đi theo cái viên bút này. Nhà họ đơn giản nhưng vào trong cái trang trí đẹp lắm. Đây là những cái nhà mà họ rời như này thì là xây là có thể cao thấp được, nhưng mà những cái là nhà mà mấy nhà liền nhau ấy là không thể xây cao thấp được các bạn. Như nhà con gái mình đấy, ba nhà liền nhau là phải bằng tiện nhau luôn. Đang tìm đường đây. Biết là ông ấy bảo này, mình hỏi đường chứ cái người này thôi. Hello, Guten Morgen. Yeah. Ich suche Rewe. Ah, hier? Ja. Dann links. Ah. Also da vorne, nicht hier, danach. Ja. Yeah. Links. Mit weiß Haus. Ja, dahinter, links. Ja. Die ganze Zeit geradeaus. Ja. Dann kommen da so Garagen. Ja. Dann rechts. Und dann weiter ein bisschen geradeaus und dann so einen kleinen Weg ist da. Ja. Okay? Danke, vielleicht ich muss noch mal fragen. Ja, okay. Dankeschön. Đi đến đâu hỏi đến đấy. Nó chỉ một lúc rồi. Rẽ trái, rẽ phải. Đi thẳng ấy là sao biết rồi. Rẽ trái, rẽ phải thì biết, nhưng mà nó phải đến cái chỗ điểm nào. Mình hỏi ghê vào cửa hàng này, bán đồ ăn nhiều người biết hơn là hỏi cái đường phố. Đây là nhà liền kề đấy các bạn, nhà nào nó phải bằng tịn luôn, hai tường giáp nhau xây tha sát nhau. Cái dãy này hình như là cái anh đào Nhật đấy các bạn, cái mùa nó ra hoa đẹp lắm, mình đoán thế, nhưng mà nhìn cây có vẻ không phải lắm.
À, kia rừng kia rồi. Mình có thể đi vào rừng phía hướng đấy. Không, mình đi thẳng về nhà được. Không xa lắm. Tối hôm qua đi dạo tối thế là sợ không gặp người, không dám đi xa, đi xa là không hỏi được. Nhưng ban ngày thì mình không sợ, vô tư luôn. Giờ mình nhìn thấy rừng kia là mình biết đường về rồi. Rừng không xa nhà. Ở đây là đa số nhà riêng đấy các bạn, nó không có nhà cao tầng, chắc là có nhưng mà chỗ khu nào đấy thì chỗ này mình hỏi khu này mình không thấy. Đây các bạn nhìn này, đây là ba nhà nhé, 1, 2, 3, 4 nhà. Bạn nhìn này, bốn nhà liền kề nhau, là họ xây như thế này, giống nhau luôn, không được phép khác. Xây như nào cũng phải xin phép của thành phố các bạn, không phải thích nào cũng được đâu. Đây, cái kiểu trong này thì cái này nó xây khác nhau. Đấy, những xà nhà thì nó lại xây như này. Đây, nhà này là riêng biệt này, mỗi nhà một cái này, nó không liền kề như là cái bên này. Bên này là nhà liền kề này, liền kề là phải bằng nhau hết các bạn, không được khác kiểu, không được cái cao cái thấp, cửa cũng như nhau hết. Bên này thì nhà riêng họ quay cửa kiểu kia, đầu hồi quay ra đường. Mình mà ở đâu là mình hay hay đi dạo nó các bạn. Mình đi mình tìm hiểu xem ở cái khu này nó có an ninh không, tại vì là mình có mấy đứa cháu con gái nên là mình sợ, sợ nó đi lại một mình. Mà trẻ con nó đẻ bên này các bạn, nó thật thà lắm, nó hay tin người lắm, nói là nó tin nhưng nó không có biết như ở Việt Nam. Đây cái nhà này, nhà này liền kề, nó làm thành bậc như này, nhưng mà ở phía ngoài thì nó lại cũng thấp, quay mét thì là phải bằng nhau hết, nhưng phía ngoài thấp nên nó làm nó lệch nhau như này, lệch nhau cũng phải bằng chằn chặn luôn, không được cao thấp. Guten Morgen. Darf ich fragen, wo sind die lang nach Rewe? Nach Rewe, ja. Yeah. Ist hier vorne rechts um die Ecke. Ja, da gleich. Ja, direkt hier vorne rechts um die Ecke. Und dann sofort wieder links. Ah, okay. Ein Stück dann, geradeaus und dann kommt so ein kleiner Weg. Ja. Nur ein kleiner Weg. Ja. Da gehst du lang und dann bist du sofort bei Rewe. Okay, schönen Dank, ja. Schönen Tag noch. Đây cái ga giờ của Đức đây, trong nó để cái thứ ấy, ô tô.
Thế từ A giờ đấy. Mỗi nhà một cái đấy. Dô Phật này. Vào đây xong rồi Dô Phật này. Linh ở đâu? Sẽ phải xong Dô Phật Linh ở đâu? À hình như đây thì sao vậy? Mình nhìn quen quen này, tối hôm qua mình đi dạo ở đây rồi. À đây rồi. Đây rồi, hôm qua mình đi đây rồi. Ban ngày thì đi lạc không sợ các bạn, sợ tối. Tối đi lạc thì không biết đâu mà tìm. Chắc chắn là đây rồi. Tối hôm qua mình đi đây. Mình biết. Cái cây người ta cắt đây. Không, mùa hè nó đâm chồi nảy lọc lên. Mua cái này cái vít. À, nhìn đi kia rồi. Mình cứ lấy cái điểm cây vờ. Cây vờ gần nhà con gái mình. Thì nó hỏi nó dễ hơn. Chứ hỏi đường phố ít người biết. Đấy. Gái mình ở đây tiện lắm. Nhà trẻ với trường học cấp 1 ngay gần nhà. Đây là cái ghê vờ, là cái cửa hàng bán đồ ăn. Rất là to, cũng gần nhà luôn. Rồi bến bus nhà nó cũng gần nhà, rất là tiện. Cái nhà của nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà không phải là nhà cổ, rất là đẹp. Mình rất là ưng. Ở đây thì nó dạng phố huyện thôi, nó không có tramban nhưng mà nó có bus các bạn. Mình chỉ ra mình xem những cái giờ bus buổi sáng sớm. Ok, kêu nhà nó kia rồi đấy. Nhà này có vẻ cao này. Nhà của nó thấp, nhỏ. Đấy, nhà nó đây. Ok, mình ra mình xem cái giờ bus xem. Ok, bye bye các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.